Những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tỏa xuống các địa bàn xung yếu, trọng điểm để giúp di dời người dân ra khỏi vùng ngập lũ và phòng chống khắc phục hậu quả mưa bão. Đây là hình ảnh cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hải Văn, Bộ đội Biên phòng thành phố đến tổ chức di dời người dân bị ngập lũ tại tổ 41, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu do ảnh hưởng của cơn bão số 5 vừa qua. Trong đợt thiên tai vừa qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã tổ chức di dời hàng trăm hộ dân bị chìm trong lũ đến nơi an toàn, tổ chức kêu gọi hàng trăm phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết được hướng di chuyển của bão để kịp thời tìm nơi trú tránh, tuyên truyền vận động hơn 200 thuyền viên ở trên các tàu cá nhanh chóng rời tàu trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã quán triệt và triển khai cho toàn thể cán bộ chiến sĩ thường trực lực lượng sẵn sàng chiến đấu để thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Cái thứ hai là phối hợp với lại các lực lượng, các cơ quan và địa phương để tổ chức bố trí sắp xếp tàu thuyền neo đậu tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Hiện nay tình hình mưa bão còn có nhiều diễn biến phức tạp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đơn vị thường xuyên trao đổi với Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng, nắm bắt và thông tin kịp thời cho ngư dân hoạt động trên biển, biết về tình hình bão và các thiên tai khác để tránh trú an toàn cho người và tài sản. Đồng thời, chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, kêu gọi tàu thuyền trở về, hướng dẫn các phương tiện tìm nơi trú đậu an toàn, đồng thời tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới theo quy định. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã khen thưởng cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống bão số 5.